Bạn đã đến với chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Và đây là ba đội chơi của chúng ta. Trước tiên là đội A. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây giới thiệu với các bạn hai bạn của đội B. Và đây là hai bạn trai của đội C. Hãy chào mọi người đi nào. Xin chào, chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng sữa tiệt trùng của công ty Vinamilk đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Các em thân mến, các em có biết hôm nay là ngày gì không nào? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Chúng ta vẫn thường gọi đó là ngày Noel, một ngày lễ hội của tất cả mọi người. Đêm qua đêm Giáng sinh, không biết có bạn nhỏ nào nhận được quà của ông già Noel không? Ông già Noel thường tặng quà cho những em bé nào ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời cha mẹ, những món quà thật là dễ thương. Và anh đề nghị mong rằng các bạn nhỏ của anh Nghĩa sẽ luôn nhận được quà của ông già Noel nha. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chờ xem những người đến tham gia, họ là những ai nha. Đội A, bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh, học trường Kim Đồng, bạn thích xem phim hoạt hình và lớn lên là muốn trở thành một giáo viên. Bạn Đoàn Đăng Khoa, học trường Kim Đồng, bạn thích tham gia các trò chơi dành cho lứa tuổi của mình. Ước mơ lớn lên, bạn muốn trở thành một quản lý doanh nghiệp. Đội B, bạn Nguyễn Phạm Minh Hiếu, học trường Nguyễn Khắc Sơn, bạn thích sưu tập búp bê. Ước mơ lớn lên, bạn trở thành một dược sĩ. Bạn Đoàn Quốc Huy, học trường Nguyễn Thái Sơn, bạn thích sưu tầm hình xếp. Ước mơ lớn lên, bạn trở thành một kiến trúc sư. Đội C, bạn Huỳnh Minh Nhật, học trường Bình Văn Thuận, bạn có sở thích đọc sách. Ước mơ lớn lên, bạn muốn trở thành một kỹ sư cơ khí. Bạn Lê Hoàng Anh Khôi, học trường Huỳnh Văn Chính, bạn có sở thích vẽ và nói tiếng Anh. Ước mơ lớn lên, bạn muốn trở thành một giáo viên dạy Anh văn. Chúng ta đã vừa đến với phần tự giới thiệu của cả ba đội. Chúng ta hãy đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Những Người Bạn Nhỏ mang tên Nhanh Tay Lẹ Mắt. Xin mời. Vòng thi đầu tiên của chúng ta luật chơi vô cùng đơn giản. Chỉ cần các bạn nhanh tay nhấn chuông và đưa ra câu trả lời chính xác thì các bạn sẽ ghi cho đội của mình được 1 điểm. Và đây là câu hỏi đầu tiên. Trong lịch sử, quốc gia nào đầu tiên sử dụng cây thông trang trí trong dịp Noel? A. Anh. B. Mỹ. C. Đức. Anh mời đội C. Dạ thưa anh, đó là Mỹ. Đó là nước Mỹ. Chưa đúng, hai đội còn lại. Đội A. Thưa anh là nước Pháp. Trong ba phương án của câu hỏi này chúng ta đưa ra không có nước Pháp. Đội B có câu trả lời không? Dạ thưa anh. Đội B nghĩ rằng đó là nước Anh. Đó cũng không phải là đáp án đúng thưa các em. Trong lịch sử, quốc gia đầu tiên sử dụng cây thông trang trí trong dịp Noel đó là nước Đức. Các em hãy cố gắng hơn ở câu hỏi thứ hai nha. Nhân vật truyền thuyết ông già Noel thường đặt quà cho trẻ em ở đâu? A. Trong các đôi vớ. B. Trên đầu giường. C. Trong tủ áo. Mời đội B. Dạ thưa anh, đại nghĩa là câu A. Dạ ông già Noel để. Chúng ta đang phần tranh tài rất quyết liệt của cả hai đội. Các bạn sinh viên ơi, cố gắng lên. Thời gian đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình. Xin chào các bạn.
chúng ta vừa đến với phần thi rất sôi nổi, rất gay cấn của đội Rồng Nhỏ và đội Tí Đô. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng những chữ cái mà các bạn nhặt được để sắp xếp thành những từ hoặc những cụm từ có ý nghĩa. Thời gian chỉ có 2 phút mà thôi. Nếu như các bạn xếp được những từ càng dài thì điểm số các bạn sẽ càng cao, dễ dàng có cơ hội giành chiến thắng. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu! Nhớ là không được xếp thành tên riêng, không được xếp thành những từ vô nghĩa nha. Ba cái độ dài. Thời gian đã kết thúc. Nào bây giờ tất cả chúng ta đứng qua một bên nha. Rồi đứng qua đây. Hai bạn Tí Đô bên đây cũng thế, đứng qua bên đây. Rồi bây giờ Rồng Nhỏ. Rồng Nhỏ hãy đọc lớn lên trên nghe xem. Lò. Lò. Là cái lò. Bé. Bé. Đo. 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 Ba. Ba hay bà? Ba. Ba. Hí. Hí. Dép. À, chiếc dép. Sĩ là gì? Bác sĩ. À, nếu mà từ sĩ trong bác sĩ, nó phải là một từ ghép mới có nghĩa. Chứ em nói chữ sĩ không, thì người ta không thể nào hiểu được, đúng không nào? Vì thế chữ sĩ này, anh không tính điểm cho các em nha. Còn từ này là cái gì, có không? Rỉ. Rỉ. Là rỉ sét, đúng không? Rồi, mình cộng điểm. 1 với 5 là 6, với 4 là 10. 43, 44. Đó là điểm số của hai bạn Rồng Nhỏ, chúc mừng em. Và hai bạn Tí Đô cũng như thế, đứng qua đây. Đọc lớn lên nha. 7. 7. Công. Công. Con công á. Con công hả? À. Bay. Bay. Nón. Cái nón. Cúm. Cúm. Ly. Cái ly. Rồi, anh cộng điểm nha. 3 với 2 là 5, với 2 là 10. Năm mươi và 52. Chúc mừng các em. Yeah. Hay lắm. Rồng Nhỏ ơi, đến đây nào. Mình ít điểm hơn các bạn của mình rồi. Nhưng mà anh biết rằng các em đã rất cố gắng. Dù sao, cũng xin cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Các em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng, 2 phần quà của nhà tài trợ. Đó là nhãn hàng sữa tiệt trùng của công ty Vinamilk và 2 chiếc áo thun của dễ thương của chương trình. Xin chào tạm biệt hai em. Tí Đô, đến đây nào. Hai bạn Tí Đô của chúng ta chơi rất xuất sắc. Các bạn chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Yeah!